Và cái đó là thuận duyên của cái buồn. Ví dụ như mình đang buồn về một cái chuyện tình cảm, thất tình gì đó, mà cứ mở hoài mấy cái bản nhạc một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu thì mình sẽ khổ. Cho nên mình khổ cái nào mà mình nghe cái đó là nó tăng cái đó, thì Phật giáo gọi là tăng thượng duyên. Và cái đó cũng là thuận duyên để nó khổ tiếp. Cho nên khi người ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện là để xác định, là để khuyến khích. Người ta nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh để phát triển cái đó, mà không nói cái tánh kia. Pháp Hòa ví dụ như con mình, không bao giờ mình nói mày ha là cái thằng ác ôn, mày tánh mày rất là xấu. Không nói cái đó với con. Con, má biết con rất là giỏi, con học rất là hay, con rất là thông minh, con ráng học đi, má ủng hộ con. Mình phải nói cái điều tích cực trong đứa, trong con người đó, để họ phát triển cái đó. Còn nếu mình cứ tưới hoài cái chủng tử kia, nó có chứ. Thí dụ mình nói mày đó, mày không biết mày ăn cái gì, mày ngu quá trời, mày thấy thằng nhỏ kế bên không thì nó cũng sẽ giận chất xám nó. Nó nói má gì con ăn nấy bà sẽ, nó nói má ăn cái gì con ăn cái đấy. Mà ai biểu mình nói mày không biết mày ăn cái gì mà mày ngu quá quý vị hiểu và nói thà nữ ra nói cái đó là để cho con người tưới cái thiện, chứ không thể mà tưới cái xấu. Thí dụ một cái chú tiểu chú tu, một thời gian sau chú chuyển tâm chú không tu, thì người thầy cũng phải tìm mọi cách tưới lại. Trời ơi, con mình đi tu từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình ra uổng lắm, mà thậm chí còn phải ngồi nói chuyện, làm mọi cách để giữ người đó lại và tưới tẩm những hình ảnh đẹp của một thời làm chú tiểu ở chùa. Để làm gì? Để giữ chân cái người tu đó. Cho nên thưa đại chúng, trong con người